Con nghe đến bốn câu thơ: mù tỏ lô sơn sống triết giang, chưa khi chưa đến được luống mơ màng, đến rồi về lại không gì khác, mù tỏ lô sơn sống triết giang. Bốn câu thơ này có ý nói gì? Câu đầu và câu cuối có ý nói như thị, y như thị không? Thưa đại chúng, đây là một bài thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt của ông Tô Đông Pha. Ông làm cái bài thơ này để diễn đến một cái tâm tâm cảnh của cái người mà đã thống thấu được cái chân thật, chân như của mọi pháp. Thì cái câu đầu của bài thơ là: mù tỏa lô sơn sống triết giang. Ở bên Trung Hoa đó, nó có một cái địa danh tên là núi Lô, gọi là Lô Sơn. Thì người ta đồn rằng sương mù mà nó tỏa ở trên núi Lô này đẹp cực kỳ, và sống ở cái dòng sông Triết á, nó cũng đẹp và nó hùng dũng cực kỳ. Đời người mà không đến thấy được hai cái điều đó, không thấy được sương mù núi Lô và không thấy được sống ở sông Triết, thì chết không cam tâm. Nhưng mà ông đến đó rồi thì ông thấy rằng: ủa, cũng tôi đâu có thấy cái gì khác đâu. Thì cũng là sương mù, cũng là sóng vỗ thôi. Cho nên ông về ông làm bài thơ vậy đó. Bài thơ có tên là Lô Sơn Chân Diện Mục, nghĩa là mặt mũi chân thật của núi Lô. Lô Sơn yên tỏa triết giang triều, vị đáo bình sinh hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn yên tỏa triết giang triều. Đó là nguyên văn chữ Hán. Và bài này được dịch đó: mù tỏa Lô Sơn sống triết giang, khi chưa đến đó luống mơ màng. Có chỗ dịch là: khi đi chưa đến hận vô vàng. Tại vì dịch sát với cái ý: vị đáo bình sinh hận bất tiêu. Bình sinh là cái cuộc sống này, mà vị đáo là chưa đến thì hận không tiêu được. Vị đáo bình sinh hận bất tiêu, thì dịch sát cái câu đó là: khi đi chưa đến hận vô vàng. Còn dịch thoát là: khi chưa đến được luống mơ màng, tức là mơ mơ màng màng, biết nó ra làm sao. Thôi đi một lần cho biết không, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, thì cũng là gì? Mù tỏa lô sơn sống triết giang. Paris có gì đẹp không em? Nắng Sài Gòn cái gì đó, anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Mình nói, mình diễn tả, nhưng mà thật sự mình nghe dòng sông Seine thơ mộng. Tới hồi qua rồi, trời ơi nó dơ. Nhiều khi đi rồi thì sao? Sông Seine cũng có đâu gì khác. Rồi bây giờ quý vị nghe ta nói chỗ này chỗ nọ trên thế giới đâu, mình bút vé mình đi đi, rồi cuối cùng mình trở về mình nói gì? Cũng vậy thôi, cũng shopping, cũng nhà lầu, cũng người vậy, phải không? Đến rồi cũng có đâu gì khác. Cho nên chân diện mục của cuộc sống là vậy. Ngược lại chúng ta cũng thế. Trời ơi sao tôi khổ quá, tôi khổ quá. Cái bà ước gì tôi đi qua xứ kia tôi ở. Cái bà kế bên mà nói: ủa, chị ở đâu tới? Dạ tôi ở đây. Hỏi chị ở đâu? Dạ tôi ở chỗ chị muốn tới. Khổ giống nhau. Hai cái ông đó, cái ông đó ông đi vượt biên. Tới hồi mà ông đi tới cái đảo rồi, cái ông rút ra trong cái lưng quần ông còn được một hột sàng. Nói: trời ơi trời, còn có một hồn sao sống đây? Thì cái ông kế bên ông nói: trời ơi trời, tôi còn quần xà lõn sống với sao? Một cái viên hột sòn mà vẫn còn rên, thì tôi giờ tôi còn quần xà lõn tôi sống sao? Cho nên thưa đại chúng, là nếu mà đã còn con người thì ở bất cứ chỗ nào con người là còn tham sân si. Mễ còn con người là còn tham còn sân còn si thì còn khổ đau giống nhau. Đẹp có cái khổ của đẹp,
Xấu có khổ của xấu, cao có khổ của cao, lùn có khổ của lùn, nghèo có khổ của nghèo, giàu có khổ của giàu, không có cái gì mà không khổ. Mà thường thường con người mình là cứ đứng núi này trong núi kia thôi, đa số là vậy. Cho nên các tổ thường hay nói, các ông đừng có làm một cái chuyện gọi là cởi trâu mà đi tìm trâu. Đang cởi con trâu vẫn đi tìm trâu, cũng giống mình vậy, ở trong cảnh sướng mà tối ngày cứ rên khổ. Cho nên cái vấn đề ở đây không phải là chúng ta đi đâu, tới đâu, làm gì, mà chúng ta cứ gọi là nhìn mọi pháp nó như vậy thôi. Cái nào mà nó không có cái hay của nó, nước lọc nó cũng có cái ngon của nó, nước trà nó cũng có cái ngon của nó. Đừng có so sánh, đừng có phân biệt, rồi đừng có cầu muốn phải cái này. Mặc dù mình nói mình thích uống nước trà, nhưng bây giờ không có nước trà nè. Trước mặt anh giờ hiện tại giây phút này không có nước trà nè, anh làm sao anh uống nước lọc cho hạnh phúc dùm cho tôi một cái đi. Cái đó là cái điều muốn nói, chứ không ai cấm anh uống trà. Nhưng mà hôm nào không có nước trà, bây giờ giây phút này nè, không có nước trà. Như hồi trưa này nè, đó, ví dụ giờ mời Pháp Hòa ra mỗi ngày ha, là khăn giấy rồi ôi tùm lum. Rồi bữa nay nè, ăn bánh bao đợi. Không lẽ tôi ngồi tôi nói trời đất, thiệt không vậy? Có sao đâu. Khi nào có đầy đủ mâm cao cổ đầy thì mình enjoy theo đó. Và bây giờ ngay trong giây phút này nè, người ta không có gì ngoài cái bánh bao. Rồi bây giờ anh không nói ăn, à, không ăn bánh bao, không lẽ anh đòi ăn bánh xe? Mù tỏa lô sơn sống triết giang. Rồi cuối cùng cũng có không gì khác, ăn mục đích chỉ để là no bụng, uống chỉ để là giải khát. Không ai cấm anh phải thích trà, thích gì hết. Nhưng anh phải nhớ trong giây phút này, không có cái đó, anh có enjoy được những cái gì đang có hay không? Đó là cái mục tiêu, và đó là cái đạo Phật muốn chỉ cho mình xong. Vậy quý vị hiểu được bài thơ của ông Tô Đông Pha ha. Giờ bây giờ hồi nãy quý vị mỗi người được hộp mì. Trời ơi sao khô rang vậy. Bây giờ quán lại nè. Bây giờ thí dụ hộp mì này mà lỡ người ta xào sớm quá rồi, trong khi còn nóng ta đậy nắp, rồi ta trồng 400-500 hộp lên, mở ra hộp nào cũng thiêu hết trơn. Rồi đó bây giờ giữa cái mì khô này với cái hộp mì thiêu đem dùng rác đó, muốn thế nào? À, cái đó gọi là quán đó. Nhà Phật hay nói quán đó. Cho nên quán được như vậy là hạnh phúc vô biên, ăn cái gì cũng ngon, ngồi đâu cũng được hết. Nên nhiều khi mình nói là nhà Phật hay nói quán chiếu. Quán chiếu là cái gì? Đâu cần phải lên bồ đòn ngồi lim dim kêu quán chiếu đâu. Không có cần vậy. Cứ việc mọi thứ mình có trước mặt mình mà bị, có nhiều khi Pháp Hòa nghĩ vậy mà qua ăn ngon nè. Cái hồi mình ở Việt Nam khổ đó, có nhiều bữa cơm không có ăn, mà hôm nay có được một chén cơm ngon này rồi thì có gì nữa muốn. Hỏi anh còn muốn gì nữa giờ. Cái người mà sống mà tri túc vậy rồi đó, nằm dưới đất vẫn thấy khỏe. Cho ngày xưa ta có câu đó, tri túc giả tuy ngọa địa thượng du di an lạc, tuy nằm ở dưới đất, người biết đủ nằm đất vẫn thấy vui. Bất tri túc giả, người không biết đủ, thượng thiên đường diệt bất xứng ý, ở trên cõi trời vẫn không vừa ý. Cho cái quý vị nhớ là mình học Phật để làm gì? Phật nghĩa là tỉnh giác. Học Phật nghĩa là học cái tỉnh giác trong từng giây từng phút của cuộc sống. Và người tỉnh như vậy rồi là không làm phiền ai hết, không phiền ai hết đó. Còn nếu mà muốn trách, mình muốn trách, mình muốn đặt cái mình để mình một cái gì đó là mình ngày nào cũng có chuyện để trách đó. Bây giờ trong này có một cái lời như thế này, là đệ tử mới quy y 4 tháng nên con chưa hiểu lắm về Phật Pháp, nhưng con rất thích nghe thầy giảng trên YouTube. Là người không biết ăn nói
nên con chỉ viết những gì mình muốn nói từ đáy lòng để gửi thầy mà thôi. Rất đơn giản, nếu có gì sai mong thầy hoan hỷ tha thứ. Đây là lời muốn nói. Hôm qua Phước Huệ Tổ Đình gặp thầy khắp khởi vui mừng xiết bao. Người thầy quý trọng muôn người, mang niềm an lạc sáng soi tâm hồn. Sáng nay lại muốn gặp thầy để nghe thầy giảng pháp điều Phật môn. Lời thầy giảng dạy thấm nhuần, dễ nghe dễ hiểu, đi sâu lòng người. Thầy giảng lại có giúp vui, hát ca đủ cách thầy trò vui theo. An lạc là ở đây rồi, con nguyện chăm chỉ nghe thầy bảo khuyên. Cảm ơn vị Phật tử này viết những lời thơ gọi là thay lời muốn nói. Đây là câu hỏi thứ nhất. Thưa thầy, con có một câu kệ, mong thầy giải đáp dùm con, cho con được hiểu rõ. Có thể là chữ tùng, oi chữ từng. Vô sở lai, việc vô diệt vô sở khứ. Nghĩa câu này là gì? Thưa đại chúng, câu này được xuất phát từ trong Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là một quyển kinh thuộc hệ Đại Thừa, mà thuộc Kinh Đại Thừa, mà thuộc hệ thống Bát Nhã. Bởi vì tất cả kinh Phật sau này chư tổ mới lọc lại và chia ra từng phần, kinh nào thuộc về cái phần nào. Ví dụ như những kinh đó có dạy những câu mật người mật chú thì cái đó gọi là kinh thuộc về bên mật tông. Ví dụ vậy đó. Thì ở trong hệ thống mà giảng kinh của Đức Phật á, có 5 cái hệ thống mà ngày xưa tổ Tri Thiên Thai Trí Giả Đại Sư ngài có làm thành một bài thơ để nói lên 49 năm mà Đức Phật thuyết pháp. Và bài thơ đó như thế này: Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, tức là đầu tiên nhất Phật nói pháp trong vòng 21 ngày nói kinh Hoa Nghiêm, gọi là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, 3 lần 7 21. A Hàm thập nhị, tức là nói kinh Na Hàm 12 năm. Phương Đẳng Bát là những kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa 8 năm. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, 22 năm nói kinh Bát Nhã. Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên, kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn cộng lại Phật nói trong 8 năm. Như vậy thì trong 5 hệ Hoa Nghiêm, Bát Nhã, A Hàm, Phương Đẳng, Pháp Hoa Niết Bàn, 5 thời giáo hóa đó, bộ kinh nào nói lâu năm nhất? Bát Nhã. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, 22 năm nói kinh Bát Nhã. Vậy thì cái bài Bát Nhã Tâm Kinh mà Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm mình tụng đó, nó chỉ là một phần rất nhỏ trong nguyên cái hệ thống Bát Nhã đó. Nguyên cái bài kinh tổng gọn lại hết ý tứ của Bát Nhã trong vòng 620 chữ đó. Thì cái kinh Kim Cang thuộc về hệ Bát Nhã, bởi vì kinh đó nói về một trí tuệ, mà cái trí tuệ này chắc như là một cái chất gọi là kim cang. Có khi đọc là kim cương. Bây giờ quý vị nghe chữ kim cương thường hơn là kim cang. Kim cương và kim cang là một chữ, và nó là một loại đá cứng khó đập vỡ. Thì người ta ví dụ trí tuệ mà siêu việt, có khả năng chặt đứt mọi phiền não, chẳng khác nào như là một mà không có gì đập vỡ được. Cho nên trí tuệ đó được ví như là kim cương, kim cang. Đó là Pháp Hòa giới thiệu về bộ kinh, rồi đề tựa sơ sơ cho đại chúng hiểu ý. Vậy thì cái câu này là cái câu mà định nghĩa của hai chữ Như Lai. Bởi vì trong kinh Kim Cang có một đoạn: Như Lai giả
vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Đó là cái câu trong Kinh Kim Cang. Dịch nghĩa là Như Lai là không có chỗ tới, không có chỗ đi. Như vậy loại là Như Lai. Như Lai giả tùng vô sở lai, không có chỗ tới. Diệt vô sở khứ, diệt mà không có chỗ đi. Tức là nói gọn là lại không đến không đi, gọi là Như Lai. Nghĩa là gì? Bởi vì đó là cái pháp thân mà chúng ta hiểu Như Lai là một con người, một hiện hữu là một con người. Thì Như Lai này có sanh có diệt à? Có sanh có diệt. Nhưng mà cái Như Lai là một bản chất sống. Ví dụ cuộc đời này mọi thăng trầm biến cố nó xảy ra, có không? Có lai không? Có lai chứ. Nè, như chiều nay mình đến, lát mình đi, rồi lát 7 giờ lại gặp, rồi cái về nhà ngủ, mai sáng gặp. Thí dụ vậy. Vậy là có đến có đi. Còn cái tâm của chúng ta nhìn mọi sự việc như là mà không hề phiền não bởi đến đi của thế gian, thì mình là Như Lai. Người sống được với cái bản chất là tâm vững chãi với tất cả mọi đến đi của thế gian. Bởi vì ở đời, như hồi sáng chúng ta nói đó, hễ có sống thì có chết, có đói thì có no, có lạnh thì có nóng, có trong có ngoài, có được có mất. Đó là chuyện bình thường. Như là như như bất động. Lai là người thấy mọi việc, đến không thật đến mà đi không thật đi. Ví dụ Pháp Hòa có đến kỳ này, đến hôm nay được 10 ngày rồi, thì trong khi nó là đã đến, tức là cũng sắp về. Với cái nhìn sâu sắc, ví dụ quý vị đón xe bus thôi, đón 4 trạm, trạm 1, trạm 2, trạm 3, trạm 4, rời khỏi trạm 1, trong đầu mình nghĩ là tôi đang tới trạm 4, nhưng mà thật sự sâu chút nữa là rời vừa rồi trạm 1, là mình cũng đang trở về trạm 1. Bởi vì nó đi hết một cái vòng đó thì nó trở lại chỗ đó thôi. Cho nên khi mình sống đây, tức là trong cái sống đã có cái chết. Cho nên trong Kinh Kim Cang định nghĩa chữ Như Lai, Như Lai là người không đến không đi. Tại vì sao? Tại vì cái hiện tượng, chứ còn dưới cái người thấy, đến rồi cũng sẽ đi, và đi cũng không thật đi, bởi vì đi rồi sẽ đến. Chết không thật chết. Chỉ vì sao? Vì chỉ là sự tái sinh. Ví dụ bây giờ mùa xuân, cỏ cây tươi tốt, hoa lá đâm chồi nảy lọc. Mùa thu lá vàng rụng, cây khô tưởng chết, mà thật chết không? Đến mùa xuân thì lại thấy, lại thấy. Như vậy thì cây không, nhìn cây khô tưởng chết, không thật chết. Nhìn cái hoa nó tươi nó sống, kêu sống, thật sống không? Không. Mùa thu lại rụng héo chết. Như vậy thì chết không thật chết, sanh không thật sanh, chỉ là hiện tượng đủ duyên. Đủ duyên ấm áp thì có mặt, đủ duyên lạnh lẽo thì rơi rụng. Người hiểu được cái đó, đủ duyên thì gặp, hết duyên thì đi. Đó mình nói thường đó. Chứ còn nói đúng ra, đủ duyên gặp và đủ duyên cũng đi. Đủ duyên để mình đi, chứ đâu phải bình thường. Cho nên cái người mà thấy được cái bản chất như vậy rồi thì không khổ đau. Họ sống được với chất, được cái thực chất của hai chữ Như Lai. Quý vị thấy trong cuộc đời này mình ăn kêu no, có khi kêu no quá, trời chắc này tôi no tới mai vậy á, mà ăn lát có gì cũng bốc nữa. Vậy cái no cũng đâu thật no. Rồi thậm chí ngày mai ăn nữa, rồi ăn xong là lại đói. Cho nên với cái nhìn của một cái người chứng đắc, nghĩa là thẩm thấu cuộc đời, họ thấy mọi hiện tượng sinh diệt không có gì phiền muộn hết. Không có gì phiền muộn hết. Tại sao? Tại vì họ thẩm thấu được một điều rằng đến rồi đi, đi rồi đến. Hết ngày hôm nay rồi tới ngày mai. Và cuộc đời này nó cứ luân lưu như vậy, cho nên không có gì phiền muộn hết. Và thấy được như vậy là thấy được bản chất, thấy được bằng con mắt tuệ giác pháp thân.
Cho nên cái chữ này phải đọc là tùng vô sở lai, diệt vô sở khứ. Chữ diệt này là mất, tùng là đến, tùng là từ, từ cái chỗ, chỗ từ chỗ, chỗ không có chỗ để đến. Bây giờ mình nhìn cái hoa này, mình hỏi hoa này mới bắt đầu sinh à? Nó sẽ trả lời không, tôi không phải là mới bắt đầu sinh, tôi chỉ là sự tiếp nối. Tại vì cái hoa này mình không nói được khởi thủy của nó, và mình chỉ ghi nhận rằng nó là hạt giống của những cái hoa trước. Cái hạt trước lên rồi mai mốt mình muốn nữa, mình giữ cái hạt nó lại, rồi mình gieo xuống đất nó tiếp tục. Mà nói cái chỗ bắt nguồn của nó không được. Chứ ngày xưa các vị hòa thượng mà viên tịch á, khi mất rồi mà trước khi đem đi hỏa táng đem chôn, thỉnh một vị hòa thượng khác đến cầm cây phất trần là cái cây mà có cái rau á, hồi xưa là làm bằng đuôi ngựa đó, rồi sau này mới lấy rơm lấy đồ mình kết lên làm cây, đó là cây phủi bụi, cây phất trần, cầm đi xung quanh cái quan tài gọi là lễ phất trần tuyên pháp ngữ, rồi mới nhắc nhở cái giác linh vị mất đó đó: hòa thượng, hòa thượng, tích nhật như thự lai, kim triêu như thị khứ, hồi trước đến đây như thế nào, bữa nay đi như thế nha. Tích nhật như thự lai, trước ngày trước đi đến đây như thế nào, kim triêu như thị khứ, sáng nay cứ vậy mà đi. Rồi nói xong cầm cái cây phất gõ vô, dở cái, trở cái cán lại, giọng vô cái quan tài cốc cốc như là một sự tỉnh thức. Phất bụi, phủi bụi, đó là một nghi thức thôi, để mà gọi là nhắc nhở cho cái giác linh người mất đừng có quên. Thì Pháp Hòa xin giải thích cho đại chúng hiểu cái chỗ Như Lai là vậy. Như là bất động, lai là tùy duyên đến đi. Giống như là cuộc sống của mình có những ngày thăng trầm, lên xuống, còn mất, nên hư, vân vân. Người thấy được cái đó cho nên giờ không có gì mà phải khổ đau phiền muộn. Người đó sống được với cái chất lượng của, chất liệu của Như. Vì cuộc đời vốn là lai. Thì cái câu vậy đó: tùng vô sở lai, diệt vô sở khứ. Lá rụng, hỏi đi đâu? Nó không được, nó rã ra, nó rã ra, nó thành phân bón, nó tiếp nối. Lá không thấy còn rụng trên cây, hỏi lá đi đâu? Tại vì cái chỗ đó đi theo cái chỗ duyên sinh của nó thôi. Rồi vậy quý vị hiểu được cái câu trong Kinh Kim Cang ha. Câu hỏi kế: chúng con kính xin thầy giảng tam pháp ấn và tam vô lậu. Thưa đại chúng, mà đây là thuộc về một trong những cái pháp số. Trong Phật giáo có rất nhiều giáo lý bằng hình thức pháp số, tức là nhiều cái lời giảng dạy qua một hình thức những con số. Thì tam pháp ấn là thuộc số 3. Giống như mà quý vị mà thuộc lô tô vậy đó. Mà mình thuộc pháp số là mình hiểu thuộc giáo lý nhiều lắm. Ví dụ một cái người mà người ta giỏi kêu lô tô: anh kia má đỏ môi hồng, cô không biết chữ nên chồng cô chê, về nhà cô học A B gì đó, hát bài dân ca đây con số 3. Đại thiên đại thánh thanh giới hồng hài. Rồi kêu vậy rồi kêu số. Thì ở trong Phật pháp á, nó có một cái dạng giáo lý mà hình thức là bằng những con số như vậy, để cho chúng ta ngắn gọn nắm bắt được và ứng dụng được tu hành. Thì giờ bây giờ mình nói pháp số tam pháp ấn. Tam là ba, pháp là giáo pháp hay là những cái hiện tượng, ấn là gì? Ấn là cái mộc, con dấu. Mỗi khi chúng ta ở trên thế gian này, khi mà chúng ta có giấy tờ gì mà để xác định cái vấn đề, cần phải có cái dấu, cái mộc đóng vô. Ví dụ như là một cái hội đoàn viết một cái lá thơ, mà cái lá thơ này có tính cách nghiêm trọng,
nghiêm túc, ký tên và đóng dấu. Thì cái thơ đó người ta nhìn, người ta thấy được giá trị của cái lá thơ. Thì ở trong Phật giáo hay lấy cái ấn là một biểu tượng để xác nhận một cái vấn đề, sự thật, xác định mọi vấn đề. Thì vậy thì tam pháp ấn là gì? Nó có nhiều cách để giải thích. Ở đây Pháp Hòa xin thưa một việc. Một, pháp ấn thứ nhất là chư hành vô thường. Nói gọn là vô thường. Chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Đó là ba pháp ấn. Thứ nhất, mình nhìn tất cả mọi hành tướng ở thế gian này vô thường. Nè, thí dụ mình nhìn thấy hai người nó nắm tay đi, trời hạnh phúc quá ha. Nhưng mà cũng có thể người ta đang đóng phim. Thấy không? Mình nhìn hiện tượng người ta nắm tay chắc không? Ta đóng tuồng. Hay là thậm chí hai người đã hạnh phúc thật, nhưng mà tháng sau mình nghe người ta đã ly dị rồi, vì cuộc đời rồi. Mình mới thấy cái người đó nói phone với mình, giọng còn khỏe re, khỏe ru. Bữa nay nghe người đó chết rồi. Chư hành vô thường. Đó là pháp ấn thứ nhất, để xác định ở thế gian này mọi hiện tượng sanh diệt, mọi hiện tượng trong sự sống vô thường thôi. Thấy người đó khỏe đó, có thể bệnh đó, sống đó có thể chết đó, còn đó có thể mất đó. Mình mới vừa để một cái món hàng đó, xây qua mất tiêu rồi. Chư hành vô thường. Pháp ấn thứ hai, chư pháp vô ngã. Đấy, tất cả mọi bản thân mình, bông hoa nhà cửa này, đi tìm được cái thật ngã của nó không có. Ví dụ mình nói là cái này là cái chuông. Có cái gì gọi là chuông không? Có cái gì gọi là cái chuông không? Không có. Chẳng qua là nó có cái dáng vậy nè, rồi có cây thỉnh vô nó kêu vang lên kêu cái chuông. Nhưng mà nếu mà cái chuông này nè, mà đem cái chất đồng này, cái tô đồng này mà đưa một cái người khác, trời anh cho tôi cái tô bự quá, có thể họ đem họ làm cái nồi. Vì họ không phải là Phật tử, họ không phải Phật giáo, họ không biết cái này là cái chuông, họ nghĩ đây là cái nồi. Vậy thì mình đặt cho nó là cái chuông, nó cũng không có thực ngã của cái chuông. Người ta có thể sử dụng nó bằng bất cứ cái hình thức nào. Hoặc ngược lại, vì đâu mà có cái chuông đồng này? Vì có đồng, có lửa nung, rồi gò nó, rồi làm như thế nào đó để nó phát ra cái tiếng gọi là chuông. Còn đi chỉ cái này đồng, tìm cái này màu đen, cái này khắc hình, không có cái thực ngã gọi là chuông. Chẳng qua là những cái tạm tạm gì chúng ta ráp lại để gọi là cái chuông thôi. Và người thấy được như vậy không có chấp. Người thấy được các pháp luôn vô ngã thì không có chấp. Ví dụ giờ tôi nói cái này là cái chuông mà, nhưng mà có thể cái chuông này bây giờ nó lủng, nó bể, người ta không xài được nữa. Bằng cái chuông người ta có thể đổ tro vô, người ta làm cái lư hương cũng đẹp như thường. Mua cái đáy gỗ về để thành cái lư hương liền. Cho nên cái này mình nói là cái chuông, nó có thể chuyển hương. Chư hành vô thường, chư pháp vô ngã. Rồi pháp ấn thứ ba là gì? Niết bàn tịch tịnh. Niết bàn là gì? Là khi trạng thái tâm của mình bình an. Đó là niết bàn. Chứ niết bàn không phải là cái destination, không phải là cái chốn để tới. Cho bây giờ mình ghi trên mấy cái câu cáo phó, cầu chúc cho hương linh bác sớm về cõi niết bàn. Đó là mình nói thôi, chứ không có cái cõi nào ở Đông Tây Nam Bắc gì được gọi là niết bàn hết. Và đại chúng nhớ là niết bàn là gì? Khi tâm không còn tham là niết bàn. Khi tâm không còn sân là niết bàn. Khi tâm không còn si là niết bàn. Không còn nghi là niết bàn. Vậy thì niết bàn là trạng thái của tâm khi bình an, hay là khi tâm vắng mặt hết tất cả khổ đau phiền muộn. Cái đó gọi là niết bàn. Và niết bàn là chỗ vắng lặng tuyệt đối, tịch tỉnh. Niết bàn là tịch tỉnh. Mà ngược lại niết bàn là gì? Là sanh tử, trần láo.
Chứ ví dụ ở trong sanh tử trần lao này mà tâm mình vẫn thấy sự sanh tử đến đi bình thường, thì lúc đó tâm mình có niết bàn. Cho nên niết bàn là trạng thái của tâm. Người Trung Hoa dịch là diệt độ. Chữ niết bàn dịch được dịch là diệt độ. Diệt cái gì? Diệt cái phiền não, độ cái sanh tử. Mà tiếng Phạn là nirvana, mà mình âm là niết bàn. Mà chữ nơ nghĩa là không, là no. Vana là gì? Là những cái gì negative. Khi nào trong tâm mình không còn, không in the mind, khi nó không còn cái negative, lúc đó là nirvana. No negative. Chữ niết bàn được dịch là no negative. Khi tâm mình không còn những cái phiền muộn khổ đau nữa thì là niết bàn. Đó là tam pháp ấn, nghĩa là ba cái ấn chứng. Ví dụ như giảng pháp, giảng về vô thường, thì trong vô thường đó vẫn có tam pháp ấn là gì? Đấy, cái hoa này là nó vô thường nè, nó tươi vậy nè, mai mốt nó héo nè, chư hành vô thường. Đi tìm cái thực ngã của hoa không có, gọi là chư pháp vô ngã. Và khi nào tâm mình nhìn thấy vậy cho nên nó héo, nó còn tươi vậy thì mình trang trí, mình enjoy. Đến lúc nào nó héo, mình chấp nhận, mình đưa nó vô thùng recycle để nó thành ra compost, nuôi dưỡng những hoa cỏ, cây cối khác. Tâm không buồn, không khổ gì hết. Là niết bàn. Niết bàn tịch tỉnh. Vậy quý vị hiểu được tam pháp ấn ha. Mà người nắm pháp tam pháp ấn vậy cái thì trong cuộc sống này mọi hiện tượng nó xảy ra nhìn biết hết. Trời ơi sao kỳ vậy, tôi mới thấy nó khỏe đây mà sao giờ chết. Chư hành vô thường. Cho nên mình thấy tất cả mọi hiện tượng. Đó là Pháp Hòa nói về pháp số thứ 3. Rồi trong này có cái pháp số thứ 3 nữa là gì? Là tam vô lậu. Thêm đúng là thường phải thêm chữ tam vô lậu học. Thế nào gọi là vô lậu? Chữ lậu nghĩa là gì? Chữ lậu nghĩa là nó rỉ ra. Ví dụ như cái chuông, cái tô, cái xô, cái ly gì đó, nó bị lủng. Mình đổ ly nước đầy lên, để trên bàn, lát sao tự nhiên ở đâu có một vũng nước. Mình không thấy một cái lỗ to, nhưng mà mình biết vậy là cái ly này, cái tô này nó bị một cái chỗ nào đó nó rỉ nước ra. Thì cái chỗ rỉ đó gọi là lậu. Mình tu như thế nào để mà không còn những cái rò rỉ đó nó ra nữa. Mà cái rỉ đó là trong Phật giáo tượng trưng cho những phiền não vi tế. Phiền não nó hai loại là thô với vi tế. Ví dụ như mình giận hiện lên mặt, đó là thô rồi. Để hôm nay nè, chị có giận gì không? Tôi mắc gì giận? Không, tôi có giận. Nhưng mà hỏi chị đi với em không? Tôi mệt lắm, tôi không đi. Không có hiện ra tướng, nhưng mà cái hình thức đó là rỉ đó, nó đang rỉ rả trong lòng mình á. Thì trong Phật giáo cái gì mà nó vi tế, mà nó tinh tường, nó rỉ từng chút cho là lậu. Vậy thì có ba món để làm cho mình không còn những cái rỉ đó nữa. Đó là giới, định, tuệ. Có khi gọi là niệm định tuệ, nhưng mà thường quý vị sẽ nghe là giới định tuệ. Giới là gì? Là những cái điều mà chúng ta thọ học, như là năm giới, mười giới, những cái luật giới. Mà người có giữ luật giới thì tâm định tĩnh, mà tâm định tĩnh thì tuệ nó sinh. Đó là chúng ta nói theo công thức giới định tuệ. Nhưng mà thật ra không nhất thiết phải là giới định tuệ, mình nói tuệ trước cũng được nữa. Tại vì người có tuệ cho nên mới thấy rõ cái gì đúng nên làm, cái gì sai nên tránh. Và vì họ có định cho nên tuệ nó sinh, cho nên tuệ cũng giúp, định cũng giúp cho mình giữ giới. Cho nên mình nói cái nào nói tới nó lui cũng được hết. Niệm giới định tuệ, tuệ định giới, hay là định giới tuệ gì cũng được hết.
Vì nó có công năng. Bởi vì trong một cái nó có ba cái kia. Trong cái giới nó có định, có tuệ. Ví dụ như bây giờ giữ giới cần có tuệ không? Cần không? Giữ giới cần có định không? Ví dụ ông thầy đó, ông đi ngang cái bờ suối, có cái cô gái đó cũng trợt chân cổ té. Thì lúc đó là ông thầy ông nhảy tới, ông chụp cô gái, ông ẵm qua xong. Ông ẵm xong để cô gái xuống, ông đi tỉnh bờ. Ông sư đệ bực bội, thấy ông sư huynh mình phá giới, mới đi theo hồi cái nói: sư huynh, nãy giờ tôi hơi mệt mỏi và tôi bị buồn phiền sư huynh là tại vì sư huynh tu mà không giữ giới. Hỏi vụ gì vậy? Tại sao sư huynh dám ẵm một cô gái qua sông? Thì ông sư huynh ông nói: trời ơi, sư đệ, tôi để cổ xuống nãy giờ rồi mà để còn giác cổ tới đây. Nếu người mà giữ giới mà thấy người ta chết đuối rồi cái thì nói: huynh huynh giúp không, nam nữ thọ thọ bất thân, tôi giữ giới. Giữ giới kiểu đó đúng không? Không. Người giữ giới phải có định, có tuệ. Trong khi mà người ta chết ở như người ta té như vậy, mình không giúp người ta thì tuệ chỗ nào và định chỗ nào? Cho nên ngay cái giữ giới, anh cứ lệnh ẩm cô đó đi, mà anh không hề phạm giới. Tại vì trong tâm anh thấy rõ cô này đang là một người gặp nạn, là một người gặp nạn. Anh định tĩnh tâm hồn lại, trong lúc này không phải nói chuyện giới. Mà khi mà anh ẵm cô đó lên mà cô không hề có một ý niệm sai quấy gì là đã giữ giới rồi. Cho nên một cái việc, cho nên cái giới luật trong đạo Phật nó khác biệt là không phải chúng ta làm như vậy rồi chúng ta tội lỗi, mà chúng ta phải biết rằng vì sao chúng ta làm điều đó. Thí dụ như bây giờ nè, mình giữ giới không nói dối. Bà Năm bà mới nói lén bà Tám. Cái mình là bà tắm rưỡi, mình nghe, mình đi tới, mình nói cho bà Tám nghe. Mà nói: chị Tám, tại vì tôi giữ giới, chị biết không, tôi giữ giới thứ tư chứ không nói dối á. Thành thử nãy bà Năm bà nói gì giờ tôi phải nói lại cho chị nghe. Mình nói xong rồi bà Năm với bà Tám mới gây lộn, lôi tắm rưỡi ra. Bây giờ mình tới bà Tám chơi, bà Tám bà hỏi: bà Năm mà có nói gì tôi không? Dạ không. Chữ không đó phạm giới không? Giống như phạm gì? Nó, người ta nói có nói mà sao nói không? Nhưng mà tôi có định, tôi có tuệ. Tôi có tuệ là tôi biết rằng lời nói tôi nói ra có lợi cho ai không? Và tôi đủ định tĩnh, tôi trả lời không, dứt khoát. Cái bà kia bà hù: bà đừng có nói dốc tôi nghe. Bà nói dốc tôi bà chết vậy thôi. Dạ thôi em dám đem nói thiệt. Không đủ định tĩnh, người ta cũng hù dọa mình được như thường. Mà cái người đủ định tĩnh, đủ tuệ giác rồi, dư là phạm giới mà thật tình là giữ giới. Đó. Cái cách giữ giới của nhà Phật nó hay như vậy đó. Mà cái người mà nắm được cái cách giữ giới, cái cách tu hành trì giới rồi mà giữ giới mà không hề khổ đau, không thấy gò bó gì hết, là vì người này có định, có tuệ để nhận biết mình đang làm gì và phải làm gì. Cho nên trong giới định tuệ. Vì vậy mà thắp ba cái nhang. Ba cái nhang mà chúng ta thắp đó là cái nhang cho giới, cái nhang cho định, cái nhang cho tuệ. Và chúng ta sẽ thấy rằng trong một nó có ba hai cái kia, trong định nó có tuệ, có giới. Cho nên thắp một cây đã đủ, không nhất thiết là ba cây. Ba là tượng trưng cho giới, định, tuệ. Mà một cây là tượng trưng cho một mà tất cả. Tất cả là một. Thậm chí bây giờ mình, người ta thắp nhang rồi mình đứng sau, mình gửi lòng theo đám mây đó, vẫn có giới, định, tuệ như thường. Vì tôi nhận định rằng đốt nhang nhiều, khói nhiều chứ có gì đâu. Mà khói càng nhiều Phật càng cay mắt. Mà mình có khấn Phật, Phật không thấy rõ mình nữa. Thành thử ra đốt ít thôi mà vậy mà Phật còn thấy rõ. À, diệu bông mới tới, diệu xoài mới tới. Mà thắp nhang nhiều quá mà khấn ở dưới in nổi người câu tiếng Phật hí hí rồi khói quá thấy không rõ.
Mà nhiều khi mình đẹp lộng lẫy mà bữa nay nó sao bông bữa nay héo rồi con. Cho nên là quý vị thấy được cái giới định tuệ mà muốn nói không? Mà quý vị cứ xuyên suốt, quý vị cứ học cái cách gọi là trong một có tất cả, trong tất cả có một, là nó ứng dụng hết trong tất cả giáo lý. Trong mình có sơn hà vũ trụ, đồng ý không? Đấy. Nếu mà không có mây mưa làm gì có mình? Bởi vì mây mưa nó tạo ra nước. Trong người mình, ví dụ như mình nói trong tôi có mây, trong tôi có nắng, trong tôi có đậu nành, trong tôi có đậu hũ. Vậy thì trong một cái thân thể này có cả sơn hà vũ trụ. Rồi vũ trụ sơn hà nó có trong ta, ta có trong sơn hà vũ trụ. Và khi chúng ta thấy được như vậy rồi thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải có bổn phận sống bằng định, bằng tuệ, bằng giới để bảo hộ môi sinh, bảo hộ môi trường. Cho nên người mà được vậy rồi giữ giới không có khổ, giữ giới không gò bó. Và không hề sợ quy y. Nó thôi tôi chưa được đâu, tôi còn nóng nảy lắm, đợi khi nào tôi nguội rồi tôi mới quy y. Nóng nảy phải lo quy y, tu nó mới bớt. Chứ còn nóng mà để trong lò hoài sao nó hết. Thôi tôi còn sân si lắm. Anh sân si anh phải tu để sân si nó giảm. Và bước đầu tu là anh thọ giới. Anh thọ giới đây chi, anh phát nguyện. Con phát nguyện con giữ cái này nè, con phát nguyện giữ cái này nè. Nhờ có phát nguyện cho nên mới cố gắng làm. Người không phát nguyện sao làm? Ví dụ chiều nay Pháp Hòa nói mời đại chúng đi ăn cơm lúc 4 giờ. Tôi không hứa, khi nào thấy thì biết. Nói như vậy là chắc mình không đi 90% rồi đó. Tại vì sao? Vì không hứa là không bao giờ nhớ. Còn người hứa rồi là để tâm ghi lịch, chiều nay 4 giờ đi ăn. Vậy thì sự phát nguyện rất cần chứ không phải không cần. Cái lễ đó không phải phát nguyện với ai, ở trước tượng Phật chỉ là một biểu tượng để cho chúng ta hướng tâm. Mà quan trọng là chúng ta phát một lời nguyện: con xin nguyện giữ giới không trộm cắp. Thì mình có phát nguyện thì dù cái vật đó nó có trước mặt mình mà rất thuận lợi để mình lấy, không ăn cắp. Và vì mình không ăn, mình giữ được như vậy đó, cho nên xã hội này, đời sống này người ta không lo. Và thậm chí người ta gặp mình ta không có né. Ngồi gần ông đó coi chừng. Thí dụ ngồi gần bà đó coi chừng. Tại sao vài ba lần gần mình, sau khi mà mình đứng dậy mình đi là người ta ngó lại là của cải người ta cũng rơi rớt. Thì cái đó người ta nghi ngờ đối với mình. Cho nên mình bị cái khó khăn nào thì chúng ta nhận cái đó, chúng ta tu tập. Tam vô lậu học là giới định tuệ. Học ba cái này nó sẽ giúp cho mình bớt đi, giảm đi, không còn những cái rò rỉ phiền não khổ đau nữa, cho nên là vô lậu, không còn lỗi lầm, do nhờ cái sự học cái này. Đó. Cái đó là hai cái pháp số thuộc về số 3. Mà quý vị trong Phật pháp và pháp số vô số, từ số 1 đến số 1000 đến 1 vạn đều có hết. Nhất thừa, nhị thừa, nhị đế, tam thừa, tam thánh, tam nghiệp, tam tôn, tam vô lậu, vân vân, tứ diệu đế, tứ chánh cần, tứ nhiếp pháp, tứ chướng, ngũ rồi có ngũ căn, ngũ lực, ngũ giới, ngũ quán, ngũ dùi, ngũ liêm diêm. Rồi câu hỏi kế. Từ nhỏ đến lớn thường xuyên nằm mơ lạc đường, không biết đường về nhà, mong thầy chỉ cách để con thoát khỏi giấc mơ này. Bây giờ tôi bắt đầu từ đây về sau, mỗi tối đi ngủ set up sẵn cái GPS. Ôm cái GPS ngủ là bảo đảm không còn nằm trên bao lạc đường nữa.
Thưa đại chúng, mà chiêm bao theo như lời Phật dạy thì có 5 nguyên do. Một là do quá khứ, hai là do hiện tại đời sống tâm lý, thứ ba là do chúng ta nằm không đúng cách, thứ tư là các vị thiện thần nhắc nhở, thứ năm là ác thần quỷ thần quấy phá. Nhưng ở đây chúng ta nói như thế này: khi mà chúng ta nằm chiêm bao thấy một cái điều gì đó thường xuyên, ví dụ như lạc đường, thì có thể là sự nhắc nhở chúng ta phải chánh niệm trong mỗi ngày để chúng ta không có đi sai đường lạc lối trong cuộc sống của mình. Cái thứ hai là hãy quán chiếu lại hiện tại đời sống này, những gì chúng ta đang làm, đang sống, nó có phải mang lại một con đường an lạc cho mình, cho người không, hay chúng ta đang đi lạc và được sự nhắc nhở mà chúng ta chưa biết quay về, ví dụ vậy. Cho nên cái điều này không thể giải thích xác thực, nhưng mà chỉ cho mình một vài cái điểm để chúng ta có thể quán chiếu lại lý do nào chúng ta thường gặp những cái giấc mơ này. Đừng nghĩ rằng ác quỷ nào ấy, mà đây có thể là một sự nhắc nhở cho chính mình. Một là phải quán lại đời sống hiện tại, hai là phải cẩn thận hơn trong tương lai. Hoặc là trong quá khứ mình đã bị lạc đường, và cái này nó đã in sâu vào tâm thức của mình, cho nên đến đời này, mặc dù mình tái sinh đời này, nhưng mà cái lạc đường nó làm mình khủng hoảng trong quá khứ, nó ở đậm ở trong cái A-lại da của mình, cái thần thức của mình. Kính thưa thầy, thầy hoan hỷ giải đáp dùm cho con thấu đáo thêm. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có dạy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và phát tâm Bồ Đề, chỉ có hạng người nhất xiển đề là người không phát tâm Bồ Đề được. Vậy hạng nhất xiển đề là hạng người nào? Thưa đại chúng, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, hay là nói chung là trong Phật Pháp, có một danh từ gọi là nhất xiển đề. Chữ nhất xiển đề không phải là cái nghĩa nhất là gì, xiển đề là chi, mà đây là một chữ phiên âm từ tiếng Phạn. Phiên âm từ tiếng Phạn của chữ Icchantika, nó có nghĩa là người từ điển Trung, từ điển Phật học dịch hai chữ. Một á, là bất tính, hai là tính bất cụ. Đó là hai nghĩa của nhất xiển đề. Bất tính là gì? Không có niềm tin, không tin nhân quả tội phước, không tin gì hết trên đời này, và thậm chí còn phỉ báng, còn bán bổ nữa. Và cái nghĩa thứ hai là gì? Là tính bất cụ, nghĩa là người này có niềm tin không đủ. Vì tin không đủ cho nên họ có thể bác tất cả những gì mà chúng ta nói. Và người nhất xiển đề là như người bệnh, là trong kinh được ví dụ nè, để trong kinh ví dụ như thế này: như một người bệnh, cho dù có uống thuốc cũng không hết, và cho dù người này không uống thuốc cũng không hết. Cũng thế, người nhất xiển đề là cho dù có ai đó đem giáo pháp tới, lời lành thiện nói cho họ, họ cũng không nghe. Và không nghe thì sao chuyển? Và thậm chí có nghe mà không tin thì cũng không chuyển được. Cho nên đối với người này, nghe hay là không nghe không quan trọng nữa, đối bởi vì họ không còn có một cái tin gì hết. Ví dụ như họ nói tôi không tin trời Phật, nhân quả tội phước gì hết, tôi không tin ai ở đời này hết, tôi tin tôi thôi. Hay thậm chí nói tôi không tin gì hết, không tin kiếp trước kiếp sau gì hết, chết là hết, cho nên giờ tôi sống tôi thoải mái. Thí dụ vậy. Và trong kinh đó, Đức Phật ví dụ như người bệnh, dù uống thuốc cũng không hết, mà không uống thuốc cũng không hết. Họ có nghe cũng không hết, mà họ không nghe cũng không hết. Bởi vì không có tin thì không nghe được, mà tin không đủ thì nghe cũng không trọn. Đó gọi là nhất xiển đề. Rồi, chữ nhất xiển đề không thể dịch theo cái chữ được rồi nha. Không thể dịch là nhất là một á, xiển là nghiêng nghiêng á, đề là ghi đề á, ngồi nghiêng nghiêng cái đầu ghi về kêu nhất xiển đề. Không thể dịch như vậy.
Quý vị nhớ là trong Phật Pháp có hai loại dịch, dịch âm và dịch nghĩa. Nhất xiển đề là dịch âm thôi, bởi vì tự tiếng Phạn rồi người ta mới dịch vậy, gọi là dịch âm. Còn ví dụ như người ta mới nói là nhất xiển đề nghĩa là bất tính, tính bất cụ. Thì đấy, cái chữ bất tính và tính bất cụ gọi là dịch nghĩa. Còn phiên âm ra tiếng Phạn là nhất xiển đề là dịch âm. Ví dụ như chữ tỳ kheo là dịch âm. Chứ tỳ kheo chưa có nghĩa gì hết á. Bắt đầu với dịch nghĩa nè. Tỳ kheo gồm ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là phá ác, nghĩa thứ hai là bố ma, nghĩa thứ ba là khất sĩ. Ba nghĩa này gom lại mới đủ nghĩa của một chữ tỳ kheo. Chứ còn không thể phân chích chữ ra tỳ là gì mà kheo là chi mà dịch là không được. Đó là dịch âm, còn dịch nghĩa. Rồi câu hỏi thứ hai. Trong kinh Đức Phật nói bàn tay không thương tích thì cầm thuốc độc cũng là thuốc bổ, mà bàn tay có thương tích thì dù cầm thuốc bổ vẫn là thuốc độc. Con xin thầy hoan hỷ giải thích giùm con hiểu rõ. Cái câu trong kinh Đức Phật nói á, nếu mà người nào tay bị thương thì cầm thuốc bổ cũng thành thuốc độc. Còn người nào mà tay lành lặn cầm thuốc độc cũng là thuốc bổ. Ở đây á, nó nói lên cái tâm hay là cái nhận biết của mỗi người. Thí dụ, cái người mà trong tâm họ luôn luôn chuyên chở cái tà niệm, tà ý, thì cho dù họ có nghe lời lành nó cũng chuyển hồi thành ra tà hết. Tại vì sao? Tại vì cái người mà tâm tà thì pháp chánh nó lọt vô trong tâm họ, nó họ cũng biến ra thành pháp tà. Mà cái người mà tâm chánh á, đưa cái đồ tà vô cho tay họ, họ cũng biến nó thành tâm chánh. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Một vị thầy tu hay một người, nói chung là một người có tâm hướng thượng cho người khác đi, ta cầm cái quẻ ra ta nói tôi đi xin xăm, mà cái xăm này nói xấu quá, xin thầy giúp cho tôi. Thật sự ra trong Phật Pháp không có hề xin xăm mà, xin xăm phải của Phật giáo. Nhưng mà giờ mình tin đó, mình xin xăm, cầm lên nhờ ông thầy. Mà nếu ông thầy mà ông biết hướng dẫn mình tu á, từ cái xăm xấu này nè, ông hướng dẫn mình, ông nương vô cái xăm xấu, ông nương vô xăm xấu mà ông hướng dẫn cho mình tu. À, xăm này xăm hạ hạ nha, và thường thường hạ hạ là cẩn thận lời ăn tiếng nói nha. Đó, cái xăm này nó xấu lắm, nhưng mà với cái tâm người chánh thì sẽ vừa nương vào cái xăm này, nhân dịp này giáo hóa cho người ta tu. Còn nếu mà cái người mà không được rồi sao, phải không? Xăm này hạ lắm á, đây, một tháng phải ghé thầy 3 lần nha, và mỗi lần là phải mua cái này mua cái kia cúng nha. Đó, thí dụ vậy đó. Thì quý vị thấy không, cái tâm mà bất chánh rồi thì giờ cái pháp nào vô tai họ nó cũng thành ra thuốc độc hết. Cho nên cái câu này nó tương đương với một câu nè: người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Người tà nói chánh pháp, chánh pháp thành tà pháp. Thì cũng vậy đó. Người mà tay mà nói, bây giờ trên hình ảnh đi, thí dụ lỡ tay mình dơ, cầm đồ sạch vô đó, nó cũng thành dơ. Mà nếu như mà tay mình mà đã dơ rồi, cầm đồ sạch cũng thành dơ, mà tay mình không dơ, cầm cái gì vô nó cũng sạch. Tại vì sao? Mình biết uống nắng đó. Như cái người biết nấu ăn, biết nấu ăn rồi nấu hư, đưa họ họ vẫn sửa được. Người biết may áo quần, đưa họ họ vẫn sửa được. Người không biết, đưa đồ cho họ sửa lát đi luôn. Kính thưa bạch thầy, thầy có thể giải thích cho chúng con rõ tà niệm trong Phật giáo gồm những gì không? Chữ tà là lệch, chữ chánh là ngay, chữ niệm là nhớ nghĩ. Nếu chúng ta nhớ nghĩ đúng đắn gọi là chánh niệm, nếu chúng ta nhớ nghĩ lệch lạc thì gọi là tà niệm. Ví dụ như là những cái quan niệm, những cái ý nghĩ sai quấy, như
Một tháng là phải ăn chay bao nhiêu ngày mới đúng. Rồi ăn chay phải như thế này như thế kia, không là bị tội. Thật ra đó, cái niệm đó không có sai, nhưng mà nó không có đúng lắm thì gọi là lệch thôi. Chữ tà này nó chỉ có nghĩa là mình lệch đi với cái ngay ngắn, cái đúng đắn của nó, chứ không có nghĩa gì hết á. Nó không có nghĩa là chê trách mình là một ma đạo, không phải. Nó chỉ có cái ý nghĩa là chúng ta hiểu việc một cách lệch, không có đúng. Quý vị phát tâm ăn chay, ăn bao nhiêu ngày cũng được hết. Và thậm chí đến ngày chay mà bỏ ngày chay, không ăn chay, nếu có lỗi là lỗi với chính mình phát nguyện mà không giữ tròn vậy thôi. Chứ còn Phật không hề bắt tội bất cứ ai, mà cứ việc gì cũng đổ ra cho Phật hết á. Đừng làm này tội, đừng làm kia tội. Ví dụ như gặp thầy lỡ chấp một tay chờ tội chết, nghe không? Rồi đi ngang bằng lỡ, đi ngang bằng Phật không cúi đầu tội chết, nghe không? Đó, thí dụ vậy đó. Rồi người ta lên bằng Phật, người ta lấy thức ăn xuống mà ta quên xác ấy, để lại xá đàng hoàng còn tội chết, nghe không? Thử cái gì cũng tội hết trơn. Cái ta nói thôi thôi vậy tôi ở nhà đi, tại vì tôi vốn tội nhiều rồi, mà vô chùa hở hở cái tội nữa chắc tôi chịu sao nổi. Rồi cái ông thôi cái tổn phước. Thì cái người ta cũng có thể nói thôi tôi ở nhà đi, tại phước tôi ít rồi mà vô chùa tổn kiểu này nữa chịu gì nổi. Cứ hễ chút tổn phước, hở chút tội, thì mình biến cái đạo Phật, biến đạo Phật thành một quan niệm rất lệch lạc, là hở chút là tội, hở chút là tổn phước. Đâu phải vậy, đạo Phật đâu phải vậy. Thành nữ ra tà niệm là gì? Là những ý nghĩ sai lệch. Ví dụ như mình nói thờ Phật Di Đà nhất định, và cái mặt phải hay Phật, mặt Phật á, cái hình Phật phải xây về hướng Tây. Hỏi sao vậy? Tại vì Phật ở Tây Phương, mà ở hướng khác không được. Rồi cuối cùng dẹp không thờ. Hay là quý vị cứ mang Phật mà một lát nữa là phải tượng đứng, tượng ngồi. Mà mỗi người một quan niệm, niệm nào cũng là lệch lạc hết. Thì cái chữ tà là vậy thôi. Nếu mà nói bao nhiêu thứ, hằng hà sa số thứ, những cái quan niệm không có chính chắn của mình thì nó lọt vô tà niệm hết. Kính thưa Thầy, mỗi khi con bị mất gì đó trong cuộc sống, thí dụ như là vật hay người, con cảm thấy rất tiếc, gọi là hối tiếc. Thầy có thể chia sẻ với chúng con cách để chế ngự cảm giác nuối tiếc không? Tiếc là rẻ, mình tiếc cái đó, còn nuối là mình cứ nhớ cái đó, gọi là nuối tiếc. Giống như cái người chết mà không mắt nhắm, cho ta nói chắc còn nuối ai đó. Chỉ nuối tức là mình còn luôn nghĩ về nó. Thật sự ra cái điều này là tốt. Mình mất một người mình tiếc lắm, mình nuối tiếc họ. Nhưng mà bây giờ cái cách tu là vậy nè, khi họ còn sống mình hãy hết lòng với họ đi, để lỡ họ có chết thì mình không tiếc mà cũng không nuối, hoặc là có tiếc mà không nuối. Chứ còn ví dụ cái đó mình thương mà mất đi mình cũng tiếc chứ. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải thực hiện như thế nào để biến cái nuối tiếc mình trở thành một cách sống, chứ không phải chỉ là một cái lời nuối tiếc. Con của con trước có quy y và có pháp danh. Khoảng 2 năm sau, con không biết lý do, vì lý do gì mà đã theo đạo khác. Hằng đêm con đều sám hối cầu xin cho con của con có lòng giúp người, dù theo đạo nào cũng được. Xin Thầy quan hỷ chỉ dạy. Dạ, tất cả đều là duyên thôi. Thì nghĩ như cô Phật tử đây cũng tốt. Tức là thôi thì bây giờ con mình nó có duyên với một cái niềm tin nào đó, miễn sao mà nó cũng còn sống trong được cái đạo đức là tốt. Thưa đại chúng, người ta thường nói đạo thì đức, người không có đạo thì chắc chắn không có đức. Cho ta hay nói như vậy mà. Vì vậy cho nên á, nếu đứng trên cái phương diện gọi là chấp trước đạo này đạo kia thì không có bàn. Ở đây chúng ta đã chấp nhận những cái gì nó đã xảy ra. Cái quan trọng là
ít nhất con mình nó cũng còn có một cái đạo gì để nó giữ. Mà hễ nó còn cái đạo, nghĩa là nó còn biết đường, nó sống, nó thực hiện trong cuộc đời của nó. Còn người mà nó tôi không có đạo gì hết á, tôi không tin gì hết á, cái này mới nguy à. Còn cái người mà ít nhất không cũng còn chút niềm tin nào đó thì không đến nỗi. Câu hỏi kế: khi con còn trẻ thì gia đình con là ông bà ngoại, con là bên nguyên thủy đều đi xuất gia, mẹ con rất là Phật tử ngoan đạo nên cũng được theo mẹ đi chùa từ khi nhỏ, nên con thuộc kinh Pali. Đến khi con lớn lên lập gia đình thì tâm con lại nghiêng về phái khất sĩ, nên con đã quy y thầy các sư. Nhưng vì con nay đã sống xa xứ nên không thường gần sư phụ. Vậy nay con nên thường xuyên tụng kinh nào cho đúng? Vì con rất thích nghe pháp thầy giảng nhưng chưa sáng suốt, mong thầy chỉ dạy. Này là đi điên vòng á. Trước là nguyên thủy, sau rồi khất sĩ, rồi giờ nghe pháp rồi không biết tụng kinh nào. Kính thưa đại chúng, là trong tất cả trong tông phái Phật giáo đó, thì có phái nguyên thủy, có khất sĩ, có đại thừa vậy đó, quý vị tụng kinh nào cũng được hết á. Bởi vì kinh nào cũng hướng dẫn mình giải ba thứ độc: tham, sân, si. Không có kinh nào khác đâu. Nhưng mà có điều là kinh nguyên thủy thì ta tụng tiếng Pali. Rồi bây giờ mình lấy tiếng Pali mình dịch ra tiếng Hán, rồi từ tiếng Hán dịch ra tiếng Việt, rồi từ tiếng Việt chuyển ra thành thơ. Tại vì bên khất sĩ thường là tụng kinh theo kể thì kiểu thơ. Thì bây giờ mình tụng kinh nào cũng được, cái quan trọng là cái lời kinh đó nó thấm nhuần trong tâm mình. Ví dụ hồi xưa mình hay tụng những tiếng Pali, nhưng bây giờ những cái tiếng đó mình đọc được thôi chứ mình không hiểu gì hết. Thôi thì mình hãy đọc lại những cái bài kinh mà các vị đã dịch ra tiếng Pali đó, từ tiếng Pali ra tiếng Việt đó. Thế mình nói tóm là mình tụng cái gì để mình dễ hiểu, chứ đừng có sợ là tụng cái nào đúng, cái nào sai. Ví dụ như bên khất sĩ á, tất cả kinh cũng đều chuyển thành thơ cho mình dễ tụng. Ví dụ quý vị tụng nè: phúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tóc vãng vô lượng quang Phật sát, là mình tụng của tiếng Hán đó. Giờ bên khất sĩ người ta cũng lấy cái bài đó ra dịch lại: tụng kinh công đức tuyệt vời, xin đem hồi hướng khắp người gần xa, chúng sanh pháp giới ta bà, mau về cõi Phật Di Đà Tây Thiên. Bên này mình tụng nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, thì bên khất sĩ ta dịch lại: nguyện tiêu ba chướng não phiền, nguyện thành trí tuệ vô biên tuyệt vời, nguyện bao tội nghiệp xa rời, nguyện thành Bồ Tát đời đời độ tha. Được không? Mình đọc cái nào mình hiểu thôi chứ. Cho nên không có sao hết á, Phật được nghe hết các thứ tiếng mình tụng. Cái quan trọng là tụng cho được ba cái bài kinh: bớt tham, bớt sân, bớt si. Đó, ba cái bài kinh đó cần tụng. Câu hỏi kế là: em con mất rất lâu rồi mà vẫn thờ cốt trong nhà, bây giờ cho con được rõ là có nên mang cốt ra đi rải ngoài biển hay vẫn để thờ ở bên ở thờ thì có nên hay không, vì trong gia đình anh em cũng có những ý kiến khác nhau. Anh em ý kiến khác nhau mà giờ thêm ý kiến thầy nữa, cái đó loạn à. Thôi giờ hỏi cái ông trong nhà cậu muốn đi đâu. Thưa đại chúng, là cái cốt á, mình muốn giữ đâu cũng được hết á. Mình muốn giữ trong nhà cũng được, muốn rải ra sông cũng được, muốn giữ chùa cũng được. Bởi vì cái đó không quan trọng, nó chỉ là một cái kỷ niệm của người thân đối với người mất thôi, chứ không có chuyện tốt xấu. Và cái quan trọng là khi chúng ta làm việc gì, đồng lòng hết trong gia đình giải quyết cái vấn đề này của một người thân. Chứ quý vị đừng có quan niệm cái này tốt, rải xong mới tốt, hỏi sao vậy cho mát mẻ, rồi nghĩ vậy đó, rồi mình bắt mọi người phải theo ý mình cũng không được. Cái đó chỉ là một
cái nấm tro cốt của người mất, nói theo cái nhìn là cát bụi. Rồi cái phần cát bụi đó đó, mình chỉ muốn giữ lại gì là tâm tình của mình đối với người sống và người mất. Mình muốn giữ, mình muốn làm gì đó tùy gia đình. Chứ trong Phật Pháp hay trong Đạo Giáo không hề có một quy định gì vấn đề đúng sai cả. Mình hãy làm gì mà trong gia đình mình thoải mái vui vẻ, đồng ý hết. Ví dụ bây giờ á, mấy anh em còn khỏe nè, giữ cốt. Có thể là từ từ mất hết rồi, tới cái số cháu của mình á, sao con cháu mình là chắc gì nó giữ cái hũ cốt của người gì, người chú, người cậu. Thì đến cái người nào mà thấy bây giờ anh em cái tốt của mình mất sắp hết rồi, thôi bây giờ họp lại mình nên giải quyết đi, rải ngoài sông hay sao đó, để cho cháu mình sau này biết nó có giữ không. Rồi mình không có lo được, rồi sợ mình mất đây mình không yên tâm. Thôi thì mình trước khi cái tớp của mình còn ở đây giải quyết trước thì đỡ nặng cho tớp sau. Đó là mình giải quyết trong vấn đề đời sống gia đình thôi, chứ không có vấn đề tốt xấu gì hết. Con hiện giờ con thường nghe các bài giảng của quý thầy trên YouTube nên các băng đĩa quá nhiều. Con có đem về các chùa cũng như biếu tặng bạn đạo, nhưng đa số cũng nghe giảng từ YouTube. Nghĩa là bị từ chối đó. Kính xin thầy dạy cho con, cho chúng con phải làm gì các băng đĩa mà không bị mặc cảm tội lỗi. Kiếm các thầy trả lời các thầy. Cái điều này chắc kỳ này em hốt về vài thùng. Thưa đại chúng, trước khi cái băng dĩa đó nó thành ra cái băng pháp, nó là một cái dĩa CD trống từ nhựa mà người ta biến chế ra, mà mình đã mượn cái đó để tạm làm một cái phương tiện chứa pháp để mình nghe pháp. Bây giờ phương tiện YouTube đã tràn đủ, cái này chúng ta không cần nữa, chúng ta cứ đem đi recycle, không hề tội lỗi gì hết. Bởi vì thứ nhất, mình không đem vứt vô thùng rác bằng cái tâm khinh thường, và mình chỉ muốn giải quyết cái này trong cái phạm vi nào mà giải quyết được khả dĩ. Một là mình không giữ được, hai là cái này vẫn recycle, tức là nó sẽ đi nấu lại để nó tiếp tục làm những cái gì khác hữu ích, mà chúng ta không bị phung phí là bỏ vô trong những thùng rác. Mặc cảm là mình khinh thường giáo pháp cũng như quý thầy, hay là mình đã bỏ không đúng chỗ vô cái thùng rác, người ta không sử dụng được nó đúng cái cách của nó nữa, cũng có cái lỗi. Ví dụ quý vị thấy không, một cái chai nước mình uống bây giờ ở đây đó, ở đây có bán được không? Ở bên Canada đó là một chai nước bán được 10 cent, nhưng mà khi mình đi mua nước là mình trả tiền rồi. Nhiều khi kết nước có 2 đồng bạc à, mà đi ra là trả 3 đồng mấy. Thì trong đó 1 đồng mấy là tiền recycle cái chai đó. Bây giờ nếu mình đem cái chai đó mình dục thùng rác cũng có lỗi đó. Thứ nhất là làm ô nhiễm môi trường, thứ hai là mình phung phí, phải không? Thứ ba nữa là mình không để cho nó đúng chỗ của nó. Thành thử ra mình đem cái chai nước recycle có sao đâu. Cho nên ngay cả hình Phật, hình Phật mà cũ, bây giờ một là mình đốt, hay là mình đem vào trong những cái chỗ recycle. Mình không làm bằng cái tâm bất kính, nhưng mình sẽ đưa cái giấy đó đi về cái chỗ nào mà hữu dụng, còn tái sử dụng được, điều đó không có gì sai. Là nữ ra nếu mà mình hiểu được cái đó thì không có gì trở ngại. Pháp Hòa nói vậy quý vị có cảm thông được cái chỗ này ha. Con thuộc, chú Đại Bi con thuộc nhưng không hiểu trong từng câu ý nghĩa của mỗi câu chú. Xin thầy cho con được rõ. Muốn biết cái phần chú Đại Bi này đi về nghe lại cái bộ Lòng Từ Vô Ngại. Vì Pháp Hòa đã giải từng câu chú Đại Bi trong cái bộ băng đó rồi. Có tên là Lòng Từ Vô Ngại, tổng cộng là 9 dĩa. Quý vị nghe 9 tiếng đồng hồ đó. Con muốn hỏi là các tu sĩ tổ chức chơi hụi tại chùa
thì việc này có phạm giới không? Thôi thì để quý vị trả lời đi. Thưa đại chúng thì thật sự ra mình cũng hiểu là có thể thôi nha, cái này phải qua đoán thôi. Có thể là trong chùa người ta muốn làm vậy để có một cái quỹ để mà giúp đỡ cho việc gì đó. Nhưng mà thôi thì bây giờ ví dụ như có làm việc đó thì các vị cư sĩ nên làm, đừng để các vị xuất gia dính vào cái chuyện đó. Tại vì thật sự ra cái gì nó cũng có cái phía sau. Và mới đầu thì cái thiện nó có, nhưng mà lâu ngày á, cái pháp bất thiện nó sanh. Có thể mới đầu là tâm mình tốt, là mình chơi hụi là tại vì mình muốn giúp một cái quỷ nào đó. Nhưng mà bản chất của hụi á, là nó có tính toán tiền bạc và tranh chấp cũng như là bị quỵt. Thành thử ra mới đầu cái tốt, nhưng mà từ cái này nó sẽ lây, nó sẽ hướng dẫn mình đi sai lệch cái hướng. Cho nên tốt hết là mình nên tránh. Các vị cư sĩ muốn giúp cho chùa thì các vị muốn làm sao đó là làm, nhưng mà đừng để các vị xuất gia dính vô. Mà thật sự nếu một người thầy mình kính trọng mà giờ tâm ổng tối ngày ổng nói bà đó hốt hụi chưa, thì quý vị nghĩ làm sao? À, ông ngồi ông uống trà, ông ngồi ông lần chuỗi vậy nè, ê nhỏ nó hốt hụi chứ con. Mà nếu mà vô báo thầy ơi nó giật hết trơn rồi thì liệu thầy có cầm chuỗi nổi không? Quý hiểu ý mà nói ha. Thầy mình kính mà, thì mình hãy để thầy mình ở một cái vị trí đúng của thầy, thì cái sự tôn kính mình nó mãi còn. Mà mình cứ vì cái gì, cái vấn đề gây quỷ mình lôi thầy vô cuộc á, lâu ngày tâm của mình sẽ bất kính với thầy lúc nào mình không hay. Và đồng thời mình cũng sẽ đưa thầy đi vào cái con đường lệch lạc mà mình không biết. Cho nên tốt hết là mình nên hộ trì cho thầy đúng cách. Quỷ thì ai cũng cần, nhưng mà quỷ không khéo thành ma. Thầy quỷ ma nó cũng sát bên á. Hết giờ chưa? Thôi một câu nữa ha, để rồi mình còn không sao, cái này rồi Pháp Hòa sẽ trả lời ở chiều nay. Xin thầy từ bi giảng giải ý nghĩa câu nói của thiền sư Duy Tín: lúc trước tôi thấy núi sông là núi sông, sau khi gặp thiện tri thức học hỏi, tôi thấy núi sông không là núi sông. Bây giờ tôi thấy núi sông là núi sông. Con cung kính thầy giảng. À, bây giờ mình thêm câu ha. Lúc trước tôi thấy núi sông là núi sông, sau khi gặp thiện tri thức tôi học hỏi, tôi thấy núi sông không là núi sông. Bây giờ tôi thấy núi sông là núi sông. Hỏi xong cái đầu tôi nó cũng lòng vòng. Thưa đại chúng, là cái câu này là nói đến cái trình độ tu tập. Ngày xưa vua Ba Tư Nạc ông có nói câu này. Ông vua Ba Tư Nạc một hôm nói rằng á, khi chưa biết tu, trẫm thấy núi sông là núi sông. Khi biết tu rồi, học Phật rồi, thì trẫm thấy núi sông không là núi sông. Tu chập rồi, trẫm thấy núi sông là núi sông. Và nghe không hiểu nổi, nhưng mà không có gì khó hiểu đâu. Khi mình chưa biết tu, con mắt mình nó còn phàm tục, cái tâm mình nó còn phàm phu, thì mình nhìn sự việc núi sông là núi sông mà không hề, cái nhìn đó là nhìn của bản chất rồng rạc của một người đời. Ví dụ khi chưa biết tu, tôi thấy con nhỏ đó đó tôi ghét, và sau này tôi biết tu rồi, tôi cảm thông, bây giờ tôi không ghét mà tôi thương. Vì bây giờ mình có tu là có cảm thông. Sau một thời gian tôi tu gắt củ kiệu, tôi tu rất giỏi, và bây giờ tôi không còn phân biệt dở hay để rồi phải ghét phải thương nữa, mà tôi nhìn thấy mọi người bình thường. Đấy, cái chỗ đó tu cao rồi đó. Chứ khi mà tu cao rồi thì núi sông là núi sông. Mới học đạo, trời ơi, chấp lắm. Thí dụ mình mới học đạo nha, cái gì cũng mới biết á,
À, dạ thưa thầy. Ê, không được thưa thầy, phải bạch thầy. Đó, cái đó là núi sông không là núi sông đó. Cái người mới biết tu cũng vậy á. Trời ơi, chấp trước hình thức đủ kiểu hết. Đây, niệm Phật, niệm vậy nè. Tới cái đầu sâu chuỗi quay lại. Phải xây sâu chuỗi lại mà niệm hơn cái tội. Có quy định nào đâu. Không có quy định nào hết á. Thành thử ra mình chưa hiểu đạo á, thì cái tâm của mình nhìn đời, nhìn việc rất là phàm phu, như núi sông là núi sông. Rồi tới hồi hiểu đạo rồi cái thấy, tại sao nó là núi sông không là núi sông? Ôi, vô thường, vô ngã, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Trời ơi, đi đâu cũng nói mấy chuyện đó hết á. Rồi người ta hỏi bác ở đâu mới tới? Tôi từ đạo tràng tới. Hỏi lúc này bác khỏe không bác? Tứ đại vô thường. Hỏi bác ăn cơm chưa? Ăn cũng như chưa ăn. Tại vì sao? Tại lúc này mình bị chấp vào những cái gì mình học, cho nên lúc này núi sông không là núi sông. Nhưng sau một thời gian rồi mình thấy rằng cái đó hoàn toàn nó làm cho mình khổ đau, dính mắc chữ nghĩa. Và bây giờ mình sống bình an vô cùng. Uống nước lạnh, rất rõ biết uống nước lạnh và vẫn thấy nước lạnh là ngon. Không cần phải tuyên bố. Đây, trà tức là nước lạnh, lạnh tức là nước trà. Cái đó là rất chữ nghĩa, rất máy móc. Hồi mình mới biết tu, hồi chưa biết tu, mới vô chùa ở nhà, chưa biết đi kinh hành gì hết á. Nam mô A Di Đà Phật, ngó tới ngó lui, chân đi tùm lum hết trơn á. Tại vì không biết gì hết. Kèm con bà bắt quát lại, con. Nam mô A chân trái, Di Đà Phật chân phải nghe con. Kẻ bắt đầu Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mà lỡ chữ Phật mở chân trái cái lật đật lên. Để làm sao mà bước cái chữ Phật cho ngay phải á. À, cái này là núi sông không là núi sông nè. Hồi xưa không biết gì hết đi cũng có sao đâu. Có ai bắt lỗi bắt tội gì đâu. Rồi tới hồi mà biết là a phải chân trái, Phật phải chân phải. Mà lỡ đi 2-3 bước cái chữ Phật ngay chân phà chân trái rồi cái lật đật lên, phóc lên Phật. Rồi có nhiều khi còn dồn lên đẩy bàn trước nữa chứ. Bà sao ba trước bà nhảy bà làm gì bà? Xin lỗi. Tại vì Phật chân trái, tôi muốn cho Phật chân phải. Máy móc vô cùng. Cái đó gọi là gì? Núi sông không là núi sông. Đó, hồi mình không biết gì hết đó, đi bình thường mà thậm chí còn ngó tới ngó lui vậy nè. Trời, chùa này sang ghê ha. Xài đèn loại tốt á. Mà có ai bắt tội gì mình đâu. Rồi tới hồi học được chút những cái công thức cách này cách kia rồi, cái bắt đầu dính vô đó. Nhưng sau một thời gian mình tu rồi, bình thường vô cùng. Bình thường ở mức độ là lỡ đi cái chân trái là Phật cũng không sao. Bởi vì không có kinh điển nào quy định. Chẳng qua là sau này chư tổ quý thầy quy định một cái đó để cho mình có cái căn bản trong vấn đề đi cho nó đều bước chân. Mà bây giờ lỡ chư Phật của mình nó nằm chân trái không tội gì hết. Một cái đứa nhỏ nó vô chùa, lỡ nó có gì cũng có gì tội hết á. Thì từng đó mình thấy là núi sông không là núi sông, nghĩa là cái trạng thái mình nhìn cuộc đời như thị. Không còn chấp trước so đo gì nữa hết. Quý vị thấy được ba cái trạng thái không? Khi chưa biết tu, khi hơi biết tu và khi đã biết tu. Đã biết tu rồi mà mới chưa biết tu á, đũa nào cũng gấp vô hết. Tới hồi biết tu rồi, chén riêng, đũa riêng, thớt riêng, nồi riêng. À, để gọi là ăn chay. Mà đứa nào mà nó lỡ lấy cái chén đó múc thịt mày tội chết nghe mày. Cái đó là máy móc lắm. Đến khi nào má ơi con lỡ lấy chén của má ăn chay, con ăn cơm đựng thịt không sao đâu con, má ăn chén khác. Đó, chừng đó là sao? Biết rồi đó. Là cái trạng thái tu hành của mình nó ở mức cao rồi đó. Cho nên cái bà già bà ôm, bà biểu một cô gái đẹp ôm một ông thầy. Hỏi thầy ơi, giờ thầy cảm thấy làm sao?
Ông thầy ông nói khô mộc ỷ hàng nham, tam đông vô noãn khí. Tôi bây giờ á, cái tâm trạng của tôi như một cái cây khô dựa trên vách núi lạnh, 3 năm rồi không một chút tình nồng. Nếu mình mà nghe bà ông thầy ông tu cỡ đó là quá xá tốt rồi gì. Tu đến mức độ là cô gái đẹp ôm mà không còn cảm giác. Nhưng mà với cái bà già tu chứng, bà nói ông thầy này tu chưa tới, bà không ủng hộ. Sau thời gian bà kiếm cô gái khác đẹp hơn nữa, ôm lần nữa, hỏi cùng một câu hỏi: thầy ơi bây giờ thầy thấy làm sao? Chừng đó ông thầy trả lời: tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Khi thầy tu mới đầu thầy còn máy móc lắm. Thầy còn máy móc là thầy phải lạnh nhạt với người này, thầy phải tỏ nhiệt với người kia. Nhưng đến khi mà thầy tu, thầy ở cảnh giới bình đẳng của tâm. Nếu thầy không có dính mắc thì cho dù thầy đối diện với cô đó thầy vẫn bình thường. Như ông thầy đó không dính mắc, ẩm cô gái qua sông vẫn bình thường. Mà cái ông thầy mà không ẩm thì lại ôm cô đó vô tâm. Cái đó nó giống như cái bài kinh vừa rồi Pháp Hòa nói với Quang Minh Melbourne vậy đó. Vô sắc ái, nghĩa là mình không còn thấy người đó bằng cái hình tướng ái sắc, mà mình lại đưa người đó vô tâm thức của mình. Thì khi mà ông thầy trả lời tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết, nghĩa là chỗ chứng ngộ. Cái người thứ ba làm sao hiểu được tôi với cô có cảm giác gì mà ở đó luận bàn. Thì cái chỗ này, chỗ chứng ngộ của mọi người cũng thế, chỗ tu chứng của mọi người cũng thế. Đừng có tới hỏi thầy tu chứng chưa, liệu thầy nói thầy chứng mình tin không, hay mình nói ông thầy này ngạo mạn. Nếu mà người đó tuyên bố là tôi chứng rồi, nói ông thầy này ông ngạo. Nhưng mà nếu mà thầy nói thầy chưa chứng thì chắc mình có còn phục không. Cho nên chỗ chứng ngộ không thể nói. Nói chẳng, nói giống như người uống nước, lạnh nóng tự biết mà không thể giải thích. Ai bảo người tu chẳng biết yêu? Người tu không yêu ít mà yêu nhiều. Cái yêu của người tu không giống như cái yêu của thế gian là có đối tượng, mà cái yêu của người tu là yêu tất cả. Vì vậy cho nên á, khi mà chúng ta ở cái trạng thái, cái đó cũng dễ thông cảm. Cái người mới biết thì người ta chấp vào những cái biết đó. Không có gì mình giận người ta nha, mình phải thông cảm, và thậm chí mình còn phải mừng nữa là người đó mới bước đầu có bài bản. Sau một thời gian rồi, người đó vượt ngoài bài bản, người đó không còn đem những công thức đó nữa, mà người đó thấy mọi việc như là. Thí dụ cái người mà người ta còn ái dục á, người ta phải quán bất tịnh, nhìn mọi cái thể xác dơ giấy, hôi thối, để người ta trừ khử đi cái tâm tham ái của người ta, ái dục của người ta. Cái đó gọi là quán bất tịnh. Phải cần, tại vì nếu tâm trạng của họ còn vướng ở đó. Nhưng mà đến một lúc nào đó họ không còn, họ quán thẩm sâu rồi, họ bình thường rồi, thì đẹp xấu gì trước mặt họ lúc này họ không còn tác động khởi ý nữa. Thì chừng đó gọi là gì? Núi sông là núi sông. Tôi thấy cô là cô, tôi không phân định cô đẹp, cô xấu, cô đẹp như người nào, cô xấu như ai nữa hết. Tôi bình thường như vậy. Thì chúng ta cũng thế. Mới đầu chúng ta còn công thức lắm, nhưng mà lâu ngày rồi thì công thức này nó sẽ nhẹ nhàng đi. Làm mà không thấy có gì phải phiền muộn nữa. Vì đó là cái câu của Ngài Duy Tín nói, mà nó tương đồng với vua Ba Tư Nặc ngày xưa nói: khi trẫm chưa tu thì trẫm thấy núi sông là núi sông. Sau thời gian học Phật, trẫm thấy núi sông không là núi sông. Tại vì nó quán ở này vô thường, cái này bất tịnh rồi vậy đó. Bây giờ tu thời gian rồi, trẫm thấy núi sông là núi sông, là trạng thái bình thường. Cho nên cái người mà sống thẳm được là trạng thái bình thường. Hôm nay buồn vui bình thường, được mất cũng bình thường, ngon dở cũng bình thường. Tại vì có những ngày ăn dở mới biết cái bữa nào đó mình ăn được là ngon, thì không có gì phải phiền muộn hết. Thì mong đại chúng qua cái buổi vấn đáp này, và chúng ta giải quyết được một vài câu hỏi, và đặc biệt câu cuối là cái câu mà
Thiền sư Duy Tín cũng như vua Ba Tư Nặc đã nói lên, để cho chúng ta thấy rằng cái trạng thái tu hành của tất cả chúng ta. Thôi thì mong tất cả mọi người chúng ta ở đây tu đến khi nào mà chúng ta thấy núi sông là núi sông, chừng đó là mình thấy tâm mình nhẹ nhàng rồi đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời cảm tạ thầy Thích Pháp Hòa. Tuy nhiên kính thưa thầy, trong những tuần qua, đặc biệt là những ngày mà thầy gần đến với Úc Châu, thì có những thông tin, có những cái website nữa chứ, chẳng những thông tin ở ngoài mà có những website nữa để gây quỹ, để yểm trợ, bởi vì nói là nhà kho của tu viện Tây Thiên bị cháy đó. Thì sự việc này như thế nào, bởi vì có rất là nhiều quý đại chúng ở đây xin được biết thêm điều này. Rồi con xin kính thầy cho biết thêm ạ. Con xin kính mời, cảm ơn. Này lại là câu chuyện bên lề nữa rồi. Đại chúng, tối hôm qua Pháp Hòa cũng đã trình cho đại chúng biết là sự việc ở bên tu viện Tây Thiên, tức là có một biến cố là vào ngày 10 tháng 10 vừa qua đó, là cháy cái nhà kho. Và trong cái nhà kho đó cháy khá nặng, tu viện tổn thất khá lớn, bởi vì cái nhà kho đó chúng ta để rất nhiều những cái vật dụng mà chúng ta sử dụng cho chùa, như là máy xúc tuyết, như là những nồi cơm lớn, những cái lò, những cái nồi để nấu cho khóa tu. Và cũng có một cái điều tiếc là chúng ta không có bảo hiểm, vì vậy cho nên khi mà cháy thì chúng ta phải bỏ toàn bộ hết, không có giữ được cái gì trong đó. Và hiện nay thì các anh em Phật tử đã dọn dẹp sạch cái khu cháy đó rồi, thì các cái sắt vụn mà nó cháy ra đó thì chúng ta chỉ đem bỏ cho những cái hãng sắt vụn thôi. Thì nói chung là chỗ đó sẽ được dọn dẹp và sẽ có phải mua sắm lại những cái vật dụng cho khóa tu. Còn cái nhà kho đó thật ra là bình thường đó là nhà kho, nhưng đến khóa tu thì nó lại là cái nhà bếp, tại vì cái chỗ đó chính là cái chỗ nấu ăn cho đại chúng. Hiện nay trước mắt thì Pháp Hòa không có chương trình gây quỹ gì hết, thì chỉ có một số quý Phật tử hay tin thì biết được như vậy, cho nên phát tâm trợ duyên cho tu viện bằng cách là gửi tịnh tài về cúng dường, để cho tu viện kịp thời sắm sửa lại những gì cho kịp. Mà trước mắt thấy tới đây là mùa đông này phải giải quyết có chỗ cái máy xúc tuyết, rồi từ từ phải order lại, đặt hàng lại những cái lò, những cái nồi để cho khóa tu mùa hè sắp tới đây. Thì Pháp Hòa biết là có nhiều vị đã cho hay biết, hay tin là có nhiều người đã lợi dụng việc này để lên tiếng vận động gây quỹ, mà thậm chí nhắn tin cho một Phật tử, một đối tượng nào đó mà tự xưng là thầy Pháp Hòa. Nhưng mà cũng xin thưa là Pháp Hòa chưa bao giờ nhắn tin ai trực tiếp trong cái vấn đề này. Thì hôm nay sẵn câu hỏi thì Pháp Hòa cũng thưa luôn như vậy. Còn quý vị muốn biết xác thực sự việc như thế nào thì quý vị cứ đi vào trong website của chùa là chắc ăn nhất, vì website của chùa sẽ đăng tải những cái tin tức chính thức từ trong chùa. Ví dụ như trong tương lai có một chương trình gây quỹ nào đi, sẽ có chính thông báo chính thức từ ở trang nhà của chùa. Còn quý vị không chắc chắn một cái gì thì nên kiểm chứng lại từ ở trong website của chùa, chứ còn bây giờ mình cũng khó nói. Thì có nhiều khi điều đó từ website của chùa thì Phật tử ta có lòng, người ta cũng có thể share những cái đó ra những cái Facebook của người ta. Nhưng mà hễ từ đó mà cái gốc nó lấy từ ở trang mạng của chùa thì cái đó nó chính xác hơn. Thì sự việc là như vậy. Thì mong đại chúng liễu tri, và nếu có ai đó có liên lạc để mà hỏi han gì vấn đề tiền bạc, trừ khi nào người đó quý vị biết chắc chắn là một người bạn mình quen biết và người đó có sự liên lạc. Còn ai xa lạ mà tới gọi cho mình để nhân danh bất cứ một ai mà quý vị chưa hề biết người đó thì quý vị cũng nên cẩn thận vậy thôi. Có thể người đó là đúng nhưng mà mình cẩn thận vẫn tốt hơn. Dạ, thì thôi Pháp Hòa có vài lời để thưa đại chúng như vậy. A Di Đà Phật. Rồi, xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức
tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.